rất ít khi khoe của, nhưng một khi đã khoe thì nó phải là chất các bạn ạ. Ở đây mình cũng đang có mặt ở một store mà cái slogan của anh chủ cũng là đồ phải là chất. Football Store, hôm nay cũng là một cái dịp hiếm hoi mà bọn em được tới đây để trải nghiệm những cái sản phẩm đến từ GA. Em cảm ơn một lần nữa anh cũng đã có lời mời bọn em. Thì theo như bọn em được biết thì đây là những cái dòng sản phẩm mà nó được chế tác lại dưới một nhãn hiệu khác nhưng vẫn là những dòng sản phẩm iPhone. Tổng giá trị chỗ này, anh Phúc, bao nhiêu ạ? Nó cũng rơi vào ngang một con ô tô đấy. Ngang một con ô tô, khoảng 6 đến 700 triệu. Thêm con này chắc là 800 củ rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem là lý do vì sao mà nó lại đắt đi như thế. Tất nhiên là với những cái phiên bản như thế này thì các bạn phải bỏ một số tiền rất là lớn ra. Nhưng mà cái chức năng thì nó sẽ tương tự như những cái dòng như là màu gold hay là màu rose gold. Đùa làm gì có rose gold. Và những cái sản phẩm trên thì bất cứ đại lý ủy quyền chính thức nào của Apple tại Việt Nam thì cũng sẽ kinh doanh. Trong số đó sẽ là Shop Đăng. Hiện tại đã có thông tin là ngày 14 tháng 10 chúng ta sẽ có mở bán chính thức những dòng sản phẩm iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max và cả những dòng tiêu chuẩn của iPhone 14 tại Việt Nam. Các bạn đừng quên truy cập vào những đường link phía bên dưới để có thể tham khảo thêm chi tiết cũng như là những chương trình mới đến từ Shop Đăng. Và đừng quên rằng cứ nhắc đến những dòng sản phẩm Pro thì hãy nhớ đến Shop Đăng. Đây mới là cái phiên bản mà em nghĩ rằng nó là cái sự khác bọt, đúng không anh Phúc? 5.600 đô, tất cả đều là vàng 24K và có đầy đủ giấy chứng nhận ở phía đây. Hộp của chúng ta thì sẽ thay đổi một chút, không còn là phiên bản bảo vệ môi trường nữa, đúng không anh? Không là hộp nhỏ nữa, mà bên trong này nó sẽ là bao gồm cả củ sạc này, dây sạc này, khăn lau này và tai nghe. Củ sạc này của chúng ta cũng sẽ là 20W đúng không? 20W. Và em nghĩ là cái phiên bản này sẽ là phiên bản dễ tiếp cận nhất. Dễ tiếp cận nhất, đúng rồi. Và anh có dự đoán đây sẽ là cái phiên bản mà nhiều khách mua nhất không anh? Khả năng là không chắc đâu. Không chắc đâu, đúng không? Tại vì là chúng ta còn hai phiên bản nữa. Mà hai phiên bản này anh ngay từ lúc nhìn đầu tiên anh đã nhìn thấy nó có một cái nét riêng rồi. Tại vì sao những con này thì để số lượng là 500, nhưng mà những cái con đằng sau kia số lượng sản xuất lại chỉ 150 thôi. Có 500 chiếc. Và em có thấy một cái dòng chữ là bản đầu tiên trên 500. Và tất cả những thứ khác là chúng ta sẽ có cái bao da này để cho quý vị có thể bỏ vào luôn, hay là chúng ta sẽ có một cái cạc mạ vàng luôn, rất là uy của nhà bà Tín. Nhưng mà nó chỉ là một cái phiên bản đầu tiên thôi. Giá hơn 100 triệu. Phiên bản kỷ niệm 15 năm của GA. Có khắc cái logo này. Vàng 18K với hai màu là EF. Cái phiên bản này thì cái kim cương của chúng ta sẽ nhỏ hơn đúng không anh? Đúng rồi. Nó sẽ là khoảng một nửa quả táo thôi. Và tất cả những phần phím bấm cũng chỉ là một nửa phím bấm là được đính kim cương. Cá nhân em thấy đây là một phiên bản nhìn nó cũng rất là trang nhã. Nó sẽ phù hợp với các chị em nữ hơn. Chính bởi vì ra. Nhìn nó hơi sến anh nhỉ? Sến. Em nghe nói là đến với GA thì các khách hàng có thể thoải mái lựa chọn cái phiên bản 1T, 512, 256. Thậm chí là chúng ta có thể khắc tên của chúng ta. Khắc tên lên đây. Chúng ta sẽ có một cái khác biệt nữa là thêm một cái AirPods 3 với mức giá là bao nhiêu anh? 205 triệu. Riêng cái phiên bản này chúng ta chỉ có 150 chiếc thôi. Đúng rồi. Là bản 15 năm. 15 năm. Còn cái phiên bản đắt tiền nhất ở đây ngày hôm nay là phiên bản Solaris, phiên bản thứ 8. Thì đây chỉ là cái phiên bản mạ 18K thôi. Nhưng mà theo được biết là cái kim cương của chúng ta đã lớn hơn. Đúng rồi, viên kim cương trên này đang là 1.2 đấy các bạn. 1.2 carat. Tất cả cái kim cương thì đều là kim cương tự nhiên. Có chứng nhận chứng chỉ đàng hoàng. Như trên chiếc này đó là cái kim cương có chứng chỉ VBS và nước của nó là nước D. Là nước cao nhất, là độ trong suốt nhất. Và tinh khiết. Riêng quả táo này các bạn có thể đoán được không? Nó rơi vào 2.800 đô. Ngang một con iPhone này. Một con SH em đi ngoài kia. Trời ơi, làm sao mà em có thể nhìn thấy tiếng xe dín ở trên này anh nhỉ? Và bên cạnh đó thì những cái phần phím bấm cũng được khắc full là kim cương luôn. Và tất nhiên ở trong đây chúng ta cũng sẽ đầy đủ là AirPods 3 sạc 20W. Thì năm sau, ví dụ chúng ta chán rồi, sau một năm khách hàng sử dụng mua tiếp một sản phẩm đời sau nữa, thì bên GA sẽ hỗ trợ nhập lại những chiếc máy này, sau đó để cho khách hàng lên đời. Thì ví dụ như là kim cương của chúng ta nạm lên đây rồi đúng không? Thì nếu nó còn thì vẫn lấy ra và nạm sang chiếc máy kia. Mà miễn là con máy sau phải là đời sau con máy. Đời sau, đúng rồi, chính xác. Và theo như được biết là GA cũng sẽ có về lại cái phiên bản gốc của con này. Gốc của con này. Có nghĩa là mặt lưng kính và trả lại cho chúng ta. Trả lại cho chúng ta. Và nói chung là vàng thì cũng sẽ là làm mới luôn. Làm mới luôn, thế thì cũng sẽ phải tốn một cái mức giá rất là cao. Nói chung là dân chơi phải chấp nhận thôi. Đúng rồi, đương nhiên. Em nghĩ là những người mà đã mua đến từng này tiền rồi thì họ cũng chẳng quan tâm là bây giờ lỗ lãi bao nhiêu đâu. Ví dụ như anh em mình bán máy hoặc là anh em mình review thì còn phải lo là nâng chứng hứng như hoa đúng không anh? Tổng cộng chỗ này 120 triệu, 205 triệu và 210 triệu thì nó rơi vào khoảng gần 600 triệu và kèm thêm con này nữa.
Con này phiên bản iPhone 13 Pro Max của năm ngoái là mức giá có thể lên đến là khoảng 7 đến 800 triệu. Cái những cái đồ này nó luxury xa xỉ mà thì không chỉ người ta dùng đâu, nó còn là một cái vật phẩm quá biếu để cảm ơn. Ví dụ như là anh này giúp mình cái gì thì người ta không muốn nhận tiền mặt thì mình sẽ dùng những cái sản phẩm như thế này để tặng, chỉ cảm ơn cho người ta. Đôi khi tặng tiền mặt nó bị thô đúng không? Và thậm chí là G-Ace cũng sẽ có những cái chính sách khác, ví dụ như là khắc chạm những cái logo Bugatti này để cho phù hợp với những cái sản phẩm xa xỉ khác. Và có một cái điều nữa này, tất cả dòng sản phẩm này nha, một khi mà cũng đã được có lên đời chạm khắc rồi thì cũng sẽ mất kháng nước, mất kháng bụi. Đúng rồi. Đó. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên rằng là ở Football Store thì sẽ có những cái dòng sản phẩm như thế này. Còn Relab bọn mình sẽ chỉ chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm nó đơn giản, nó nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi. Một lần nữa rất cảm ơn anh Phúc đã giúp em trên tay những dòng sản phẩm như thế này. Và các bạn nên nhớ nhá, Football, đồ Apple. Chất. Ok. Thank you anh.